vùng quýt ngọt Mường Khương đã có 212 ha được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Quýt Mường Khương là đặc sản thứ ba của Lào Cai sau ớt và gạo sánh cù, được công nhận nhãn hiệu gắn với địa danh, giúp các sản phẩm này có trụ đứng vững chắc và vươn xa trên thị trường. Nhiều năm qua, các hộ trồng quýt của Mường Khương được ngành nông nghiệp hướng dẫn, tập huấn thực hành canh tác quýt theo phương pháp hữu cơ chuẩn Việt Gáp, không dùng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hay các sản phẩm kích thích tăng trưởng cây quýt không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người trồng mà còn góp phần quảng bá du lịch địa phương. Hiện có khoảng 1.500 hộ dân tại các xã trên địa bàn tham gia trồng quýt, bình quân một hecta quýt mang lại thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng một năm.